Hello, my name is Shane and I am Emily's teacher. Em xin chào phụ huynh của bé Bảo Trâm. Đây là thầy Shane, thầy là người giảng dạy Bảo Trâm trong quá trình học tập tại EMA. Em là phương pháp trợ giảng của lớp. Emily is top of the class. Anytime I have a competition or an exercise, she's finished first or she wins the competition. Thầy thấy là Emily Bảo Trâm là một trong những bé được vào top đầu của lớp. Khi mỗi khi mà thầy có một cuộc thi nào đó trong lớp, là một bài tập nào đó trong lớp, thì bé Bảo Trâm thường thường có kết quả tốt nhất. Also, her exam results were the highest in the class too. Kết quả bài kiểm tra của Bảo Trâm cũng là cao nhất trong lớp. Hopefully, she can keep working hard and will have a bright future. Hy vọng là trong tương lai là Bảo Trâm sẽ càng cố gắng học tập tốt hơn nữa và hy vọng là sẽ có một tương lai tốt đẹp cho mình. Xin cảm ơn.